các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 10. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Người đối thoại mới. Ngày 8 tháng 6 năm 1969, Tổng thống Nixon gặp Nguyễn Văn Thiệu giữa Thái Bình Dương, không phải chỉ ở đảo Hawaii như Johnson đã làm, mà ở đảo Midway, xa đất liền Mỹ đang sôi sục các cuộc biểu tình phản chiến. Mục đích là động viên Thiệu chấp nhận đợt rút đầu 25.000 quân Mỹ trong kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh. Nixon rất hài lòng với thái độ biết điều của Thiệu và coi đó là một thắng lợi chính trị. Không ngờ cũng trong thời gian đó, từ 6 đến 8 tháng 6, sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chua chát. Tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, vùng giải phóng Tây Ninh, một địa điểm không xa Sài Gòn, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam ở miền Nam cùng các lực lượng yêu nước khác họp Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam để xem xét tình hình chống Mỹ Thiệu và nhất trí bầu ra chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch và hội đồng cố vấn chính phủ do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch. Đại hội ra lời hiệu triệu quân và dân miền Nam tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, thực hiện một miền Nam độc lập, dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình, thống nhất nước nhà. Chính phủ cách mạng lâm thời vạch chương trình hành động 12 điểm và các mặt đối nội và đối ngoại. Trong đó, đáng chú ý là tinh thần hòa hợp dân tộc và đề nghị thành lập một chính phủ liên hiệp dân tộc rộng rãi. Việc thành lập chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân ta, đồng thời biểu thị quyết tâm của nhân dân Việt Nam đánh bại kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh của Nixon. Nó tạo ra tình hình mới sẽ gắn với các cuộc thương lượng ở Paris cho đến ngày kết thúc, thậm chí trở thành một vấn đề gay go hàng đầu trong thương lượng. Sự xuất hiện hình thái hai chính quyền song song tồn tại ở miền Nam Việt Nam. Không có gì đáng ngạc nhiên là ngay trong tháng 6 năm 1969, 23 nước đã công nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trong đó 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. Chính phủ cách mạng lâm thời trở thành người đối thoại thật sự của Mỹ, dù họ muốn hay không. Cuộc thương lượng chịu sự tác động của yếu tố mới, học thuyết mà Nixon đã khởi xướng tại Guam tháng 7 năm 1969 và được hoàn thiện đầu năm 1970, làm phương hướng cho chính sách châu Á mới của Mỹ sau chiến tranh Việt Nam. Sau khi tuyên bố rút 25.000 quân Mỹ tại Midway, Nixon nói sẽ tiếp tục rút nữa dựa trên cơ sở 3 tiêu chuẩn: tiến bộ trong việc huấn luyện và trang bị lực lượng vũ trang Sài Gòn, tiến bộ của các việc thương lượng ở Paris và mức độ hoạt động quân sự của địch, tức quân giải phóng, Hải Yến chú dẫn. Như vậy, vấn đề rút quân Mỹ gắn với thái độ thương lượng của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời và với khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn sau khi Mỹ rút quân. Có thể nói, kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh là việc thể nghiệm đầu tiên học thuyết Nixon trong chiến tranh Việt Nam. Những tháng đầu vào Nhà Trắng, Nixon cho rằng chính sách Việt Nam của ông ta muốn đạt tới kết quả cần phải kết hợp sức ép quân sự với sức ép công khai và sức ép của ngoại giao. Kể ra, đó cũng là cách suy nghĩ và hành động của Tổng thống Johnson trước đây. Đối với Nixon, sức ép quân sự là cuộc ném bom bí mật bằng B-52 xuống Campuchia để đánh thẳng vào đất thánh,
Sức ép ngoại giao là lợi dụng nhu cầu cải thiện quan hệ với Mỹ của Liên Xô để thúc ép Liên Xô cắt viện trợ quân sự cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 năm 1969, Đại sứ Liên Xô ở Hà Nội, Sekbakov gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng chuyển những ý kiến mà Nixon và Kissinger đã nói với Đại sứ Liên Xô Sodobrinin ở Washington. Nixon muốn tìm ra một giải pháp danh dự có thể chấp nhận được. Nhưng Nixon không chấp nhận những điều kiện có tính chất đầu hàng. Nixon cố gắng một lần nữa, nếu thất bại thì tìm cách khác. Nixon đề nghị hai bên gặp nhau ở Moscow và sẵn sàng tiếp đại diện Việt Nam ở Washington, thảo luận trong vòng 2 tháng và mong đạt được những thỏa thuận về những nét chung của một giải pháp. Nixon nêu hai vấn đề cụ thể: cùng rút quân trên nguyên tắc bình đẳng và đình chỉ chiến sự. Về chính trị, bảo đảm cho mặt trận không bị chèn ép và có quyền tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của đất nước, đổi lấy việc mặt trận và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ bỏ việc dùng sức mạnh, miền Nam sẽ độc lập tự chủ trong 5 năm, sau đó sẽ không phản đối thống nhất Việt Nam. Kissinger nói thêm, 5 năm hay là thời hạn khác là vấn đề có thể thảo luận. Kissinger ở Nhà Trắng, trang 278. Hoa Kỳ mong muốn đạt được thỏa thuận trước tháng 8. Hoa Kỳ không thể dùng bạo lực để thay đổi những thủ lĩnh hiện nay ở Sài Gòn và thành lập chính phủ liên hiệp với sự tham gia của mặt trận. Nhưng nếu mặt trận tham gia chính phủ qua bầu cử, thì Hoa Kỳ không phản đối. Tóm lại, Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận con đường chính trị mà sau thời gian nào đó, miền Nam Việt Nam tự mình lựa chọn. Kissinger đề nghị giữ bí mật không để cho Sài Gòn biết, nếu không thì Hoa Kỳ buộc phải hoàn toàn phủ nhận. Lúc này, Liên Xô và Mỹ đã thỏa thuận bắt đầu mở cuộc đàm phán về hạn chế vũ khí chiến lược SALT. Ông Vance, sau khi rời Hội nghị Paris, đã trở thành Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông được giao nhiệm vụ đi Moscow đòi Liên Xô gắn việc mở đầu cuộc nói chuyện về SALT với giải pháp tổng quát về Việt Nam, như Kissinger đã nói. Kissinger ở Nhà Trắng, trang 278-279. Việc Nixon phải chịu đơn phương rút quân Mỹ, bất kể vì động cơ ban đầu nào, cũng thật sự mở đầu một quá trình không thể đảo ngược được và chứng tỏ ông ta không có con đường nào khác là đi theo chính sách phi Mỹ hóa chiến tranh của Tổng thống tiền nhiệm. Ông ta đã có nhiều sáng kiến, mở nhiều con đường nhưng vẫn chưa thấy tín hiệu nào về phía Việt Nam nên càng sốt ruột. Những người Việt Nam, những nạn nhân trực tiếp của cuộc xâm lược của Mỹ, làm sao có thể tin dễ dàng khi Mỹ vẫn muốn duy trì chính quyền tay sai sau khi rút quân Mỹ? Làm sao họ có thể chấp nhận kiểu đàm phán trên thế mạnh, chưa đưa lời đề nghị, đã tung lời đe dọa? Nhân kỷ niệm 15 năm ký Hiệp định Geneva về Đông Dương, ngày 17 tháng 7 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: Nhân dân Việt Nam quyết đòi tất cả quân Mỹ và quân chư hầu của Mỹ phải rút hết sạch, chứ không phải chỉ rút 25.000 hoặc 250.000 hay là 500.000 mà phải rút hết toàn bộ, không điều kiện. Chỉ có như thế mới lấy lại được danh dự của nước Mỹ và tránh cho hàng vạn thanh niên Mỹ tiếp tục phải chết một cách vô ích ở miền Nam Việt Nam, tránh cho hàng chục vạn gia đình Mỹ khỏi bị tang tóc đau thương. Hồ Chí Minh tuyển tập, tập 2, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1980, trang 537-538. Nixon còn nghĩ đến mở một con đường tiếp xúc với Hà Nội, chính là con đường Kissinger-Lê Đức Thọ, sẽ kéo dài đến khi Hiệp định về Việt Nam được ký kết. Tháng 12 năm 1968, khi còn là Tổng thống đắc cử, ông Nixon đã chọn Henry Kissinger làm cố vấn đặc biệt về an ninh quốc gia của Nhà Trắng.
Kissinger đã dạy tại trường Đại học Harvard, còn là nhà ngoại giao có tài, hiểu sâu về vấn đề Việt Nam. Kissinger đã cải chính việc ông ta lấy Metternich 1773-1859, nhà hoạt động chính trị Áo nổi tiếng thế kỷ 19, làm kiểu mẫu cho sự nghiệp của ông. Nhưng việc sử dụng giống như vậy của sự xảo trá và lừa lọc, việc thao túng một cách vô lương tâm con người và sự việc, việc dùng bạo lực và việc dựa vào sự bí mật là những bằng chứng rõ ràng. Marvin Kahn và Bernard Kahn, trang 5963. Khi chưa chính thức nhậm chức, ngày 22 tháng 12 năm 1968, Kissinger đã gặp Obrak, người bạn cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nói lên quan điểm của ông ta về vấn đề Việt Nam. Obrak cho biết Kissinger nói với ông ta hôm 20 tháng 12 tại một khách sạn. Obrak đã nói lại với Mai Văn Bộ, đại diện Việt Nam ở Pháp. Một, chúng tôi, tức Hoa Kỳ, tác giả, sẵn sàng nói chuyện rất nghiêm chỉnh với họ. Hai, chúng tôi cho rằng trước hết nên đi vào thỏa thuận trên nguyên tắc về một mục tiêu cấp bách thì có hiệu quả hơn là đi vào một chương trình nghị sự phức tạp. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng đi vào chương trình nghị sự nếu cần. Ba, chúng tôi không có ý định làm xấu họ. Chúng tôi thấy rằng bất cứ một giải pháp nào cũng đều chú ý đến sự tôn trọng và tinh thần anh dũng của họ. 4. Chúng tôi mong rằng họ cũng tỏ thái độ tương tự như vậy đối với chúng tôi và họ sẽ thấy ông Nixon trong khi kiên quyết có một quan điểm mới về vấn đề này thì cũng đồng thời kiên quyết đi vào một giải pháp danh dự. 5. Với tinh thần đó, nếu họ muốn thông báo cho chúng tôi một số ý kiến chung của họ, thì chúng tôi sẽ nghiên cứu với thái độ xây dựng và triệt để bí mật. Chúng tôi mong họ có thái độ như vậy. Ngày 31 tháng 12 năm 1968, Mai Văn Bộ đọc cho Obrak trả lời của Hà Nội. 1. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến Paris với thái độ nghiêm chỉnh và thiện chí. Hoa Kỳ cũng phải nghiêm chỉnh và thiện chí. 2. Cơ sở để giải quyết vấn đề Việt Nam là lập trường 4 điểm của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và 5 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng trong việc tìm giải pháp hòa bình. 3. Hội nghị 4 bên có họp được mới có thể thảo luận về những vấn đề thực chất tiến tới một giải pháp hòa bình. Nếu Mỹ muốn thông báo thêm ý kiến chung và cụ thể, Việt Nam sẵn sàng nghiên cứu. Kissinger đã viết không hoàn toàn chính xác lời của Obrak chuyển cho Mai Văn Bộ và trả lời của Mai Văn Bộ. Xem Kissinger, trang 269. 4 hôm sau, Obrak lại đọc cho Mai Văn Bộ ý kiến của Mỹ. 1. Chính quyền Nixon sẵn sàng thương lượng nghiêm chỉnh và có thiện chí. 2. Chính quyền Nixon trịnh trọng khẳng định sẵn sàng rút quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, xem đó là bộ phận của một giải pháp danh dự. Giải pháp đó bao gồm cả việc rút quân miền Bắc Việt Nam. 3. Chúng tôi tin rằng sự tiến bộ là tùy thuộc vào những đề nghị cụ thể thực hiện một nền hòa bình trong danh dự. 4. Chúng tôi khẳng định lại, chúng tôi sẵn sàng xem xét những ý kiến của Hà Nội một cách thận trọng, thiện chí và hoàn toàn bí mật. Obrak nói, Kissinger bình luận thêm như sau. Thời gian bắt đầu của một chính quyền là một dịp tốt hiếm có để làm những việc mà sau đó có thể khó khăn. Con đường của Obrak vẫn được sử dụng cho đến sau khi Nixon đưa ra 8 điểm ngày 14 tháng 5 năm 1969. Tháng 6, ông Obrak, lúc đó là một quan chức của Tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp Quốc, FAO, đi công tác ở Lào. Ngày 14 tháng 6, ông đến Đại sứ quán Việt Nam ở Viên Chăn, dự định sang Hà Nội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng lúc này, Chủ tịch đã mệt, không tiếp ông được. Ông đã thông báo cho ông Nguyễn Trân, đại biện Việt Nam ở Lào, những điểm
mà Kissinger đã nói cho ông biết hôm 22 tháng 5 như sau. 1. Tổng thống muốn nhắc lại lòng tin tưởng của ông rằng một nền hòa bình công bằng có thể thương lượng được. 2. Tổng thống muốn khai thác nhiều con đường khác ngoài khuôn khổ hiện nay của cuộc thương lượng. Thí dụ, nếu có thể, các nhà thương lượng Hoa Kỳ và Việt Nam gặp nhau ngoài khuôn khổ Paris để thảo luận những nguyên tắc chung của một giải pháp. Nếu các nhà thương lượng đặc biệt của Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có thể đạt tới thỏa thuận về nguyên tắc, thì những cuộc thương lượng về kỹ thuật cuối cùng có thể trở lại Paris. 3. Chính phủ Hoa Kỳ tin rằng tất cả các bên liên quan đang ở ngã ba đường và những biện pháp đặc biệt là cần thiết để đảo ngược chiều hướng chiến tranh. Xem thêm Richard Nixon, trang 391. Dưới thời Johnson, Washington đã dùng con đường Pháp để tiếp xúc với Việt Nam qua ông John Santini, người rất quen biết ở Việt Nam từ năm 1946 và năm 1966 đã gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Lần này, Nixon gặp Santini nhờ trao thư cho Hồ Chủ tịch ngày 16 tháng 7 năm 1969 và yêu cầu ông ta nói thêm rằng nếu từ nay đến mùng 1 tháng 11 là hạn cuối cùng không có sự khai thông nào trong thương lượng, Mỹ sẽ dùng những biện pháp gây hậu quả lớn, những biện pháp mạnh mẽ. Ngày 19 tháng 7, Santini gặp Bộ trưởng Xuân Thủy chuyển thư của Nixon gửi Hồ Chủ tịch. Thư của Tổng thống Hoa Kỳ không đề ngày tháng, nhưng ông cho biết thư này gửi ngày 18 tháng 7 năm 1969. Bức thư viết: Thưa Chủ tịch, tôi biết rằng khó có thể thông cảm với nhau một cách có ý nghĩa qua cái hố của 4 năm chiến tranh. Nhưng chính vì cái hố đó mà tôi muốn nhân dịp này khẳng định lại một cách hết sức trịnh trọng ý muốn của tôi làm việc cho một nền hòa bình chân chính. Thư nhắc lại đề nghị trong diễn văn ngày 14 tháng 5 của Nixon mà ông ta cho là thích đáng cho các bên, và cũng nói đến sẵn sàng thảo luận cả những kế hoạch khác, đặc biệt là 10 điểm của mặt trận dân tộc giải phóng. Bức thư kết luận, đã đến lúc phải đưa bàn hội nghị đến một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến tranh bi thảm này. Ngài sẽ thấy chúng tôi sẵn sàng và cởi mở trong một nỗ lực chung để đem lại những lợi ích của một nền hòa bình cho nhân dân Việt Nam anh dũng. Hãy để cho lịch sử ghi lại rằng trong giai đoạn quyết liệt này, hai bên đã hướng về phía hòa bình chứ không phải hướng về gây hấn và chiến tranh. Ngày 25 tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời: Mỹ vẫn kéo dài chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam, gây nhiều tội ác với nhân dân miền Nam Việt Nam và làm cho nước Mỹ càng hao người tốn của. Tôi công phẫn về những tổn thất và tàn phá do quân Mỹ gây ra cho nhân dân và đất nước chúng tôi. Tôi cũng rất xúc động thấy ngày càng có nhiều thanh niên Mỹ chết vô ích ở Việt Nam. Hồ Chủ tịch nói kế hoạch 10 điểm của mặt trận là cơ sở logic và hợp lý để giải quyết vấn đề Việt Nam. Muốn có hòa bình, Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Đó là con đường để Mỹ rút khỏi cuộc chiến tranh trong danh dự. Người kết luận: Với thiện chí của phía ngài và phía chúng tôi, chúng ta có thể đi tới những cố gắng chung để tìm một giải pháp đúng đắn cho vấn đề Việt Nam. Đây cũng là văn kiện đối ngoại cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyên Huyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.